Đầu tiên cơ. Sư tử đi. Ừ, thử giận may với sư tử nè. 10 lần 10 UC ra thì thôi. Sư tử phải lấy cấp 30 gia viên. Mình nghĩ. Ờ đúng 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 đúng. Hên quá nè, trời ơi. 3k UC chia ra sư tử nè. Tôi nói người nhà nữa đi. Cài thật đấy chứ. Đánh hờ mày ra, hờ mày ra. Bữa giờ rồi, chị phải quay ngày đầu tiên cơ. Thật đấy. Mới ra quay liền đấy. Không có đâu. Mới ra quay liền rồi, để nó còn ấy luôn. Chưa ra một cái gì hết. À, mở nhạc cho hơn nữa hả? Trời ơi, không có trả tử. 7k rồi chưa ra. Lại luôn. Lại mũ dễ thấy như vậy. Ê, đây là con sư tử rồi nè. Mình muốn cái skin mà. Ồ dạ. Nè đã hai con sư tử luôn nè. Mình lấy cái skin á. 14k UC rồi. Mình ra 3 con sư tử rồi mà vẫn chưa được 1.000 xu các bạn. Quen gì vậy? Không có được 1.200 chứ. Không có đồ đâu. Bây giờ thử một lần. Này mà ra skin nữa thì thôi. Thôi phải đổi thôi. Trời ơi. Quan trọng là lấy cái skin đó, chứ không phải lấy con sư tử. Sư tử thì chỉ chắc là dễ ra rồi. Quay tới 18k lận. Tại vì lấy cái skin đó